chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại chứng minh. Mời quý vị ngồi thoải mái. Hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Viên Giác. Đoạn tiếp theo: Này thiện nam, các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, tuy tu tập tâm này được thành tựu rồi, nhưng thật ra không tu và cũng không thành. Vì tánh viên giác vừa tịch diệt, vừa phổ chiếu tất cả, đối với Phật hay chúng sanh, không hai, không khác. Những luận lý này có lẽ chúng ta thường bắt gặp. Người tu giống như là người trở về ngôi nhà của mình. Từ lâu nay chúng ta quên mất mình có một ngôi nhà. Hôm nay chúng ta trở về ngôi nhà đó, chứ không phải lần mà chúng ta tìm ngôi nhà mới hoặc là xây ngôi nhà mới. Tâm chúng ta thường hay chạy theo vọng trần. Vọng trần là cái gì? Tức là những cái cảnh tượng ở trong cuộc sống. Nhỏ lớn lên ước vọng học tập, rồi thấy người ta lập gia đình thì mình cũng lập gia đình. Mình cứ đi theo cái dòng chảy xuôi theo cuộc đời. Và cứ như vậy, rồi hỉ nộ ái ố, rồi buồn vui lẫn lộn, đủ việc xảy ra. Và hôm nay chúng ta nhìn lại thấy tuổi trên đầu mình đã khá nhiều. Nhưng cái mình cần đạt được thì thấy không có gì hết. Đôi khi mình muốn có cái hạnh phúc gia đình, nhưng thấy hạnh phúc đâu không thấy, mà thấy đau khổ thì nhiều. Cuộc sống nó là như vậy. Bây giờ chúng ta phát tâm tu tập, tức là chúng ta nhìn vào trong nội tâm của mình, dùng cái tư duy nhìn vào trong nội tâm, thì chúng ta thấy những ảo tưởng mà chúng ta chạy theo lâu nay nó giả tạo. Và chúng ta học Kinh Viên Giác thì chúng ta không đơn giản chỉ nhìn trong nội tâm, mà chúng ta còn nhận ra một điều là khả năng nhìn vào nội tâm đó. Cái khả năng nhìn vào nội tâm đó, cái tuệ giác mà mình nhìn vào trong tâm của mình, cái biết mình nhìn trong tâm mình, nhìn trong tâm mình biết tâm mình buồn, tâm mình vui, cái biết đó là cái thường có ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta từ lâu nay quên mất, cứ dùng nó một cách rất bình thường để phân biệt những cái cảm xúc buồn vui. Và cảm xúc buồn thì chúng ta buồn theo, cảm xúc vui thì chúng ta vui theo. Nhưng cái tánh giác mà nhận ra là mình đang buồn, đang vui đó, mình không chịu sống với nó. Hôm nay mình trở về sống với nó, tức là từng bước chúng ta đã trở về với tánh viên giác, là tánh giác ngộ đó. Thành ra người trong nhà thiền người ta thường dạy những câu rất đơn giản. Ví dụ như tôi đang buồn thì nó trở thành một cái ngã chấp là tôi buồn. Còn nói rằng là tôi thấy có một cái cảm giác buồn ở trong lòng mình, mình thấy có một cảm giác buồn nó đang hiện ở trong lòng mình, thì lúc bây giờ mình là khác, còn cảm giác buồn là cái nó đến với mình thôi, rồi cái nó đến thời gian nó đi thôi, chứ đâu có ai buồn mãi được phải không? Có ai buồn mãi không? Nói vậy thôi nhá, nó tới đời tôi là cả một chuỗi dài đau thương. Nói vậy thôi chứ mà thực ra không có đau thương hết đâu, cái lúc còn vui trong đó. Lúc mình nhớ lại chuyện đó rồi mình đau thương, nhưng mà lúc mình hết nhớ mình cũng cười như thường. Cuộc sống nó là vậy đó. Rồi có người buồn quá rồi đem gói thuốc chuột đỡ đầu giường, đỡ không 3 ngày tự nhiên có một suy nghĩ nổi lên, dạy gì chết, chết cho người ta được nước à. Thế là mình đứng dậy mình đi. Tức là chúng ta thấy không, có buồn cỡ nào nữa rồi tự nhiên nó cũng vui, và cái vui nào sau đó nó cũng buồn. Cái niềm vui tăng lên mức nào đó rồi nó cũng buồn trở lại. Đó là những cái chuyện rất bình thường, nó diễn ra trong tâm của chúng ta. Nhưng cái biết đang buồn, cái biết đang vui, cái biết mình đang như thế nào đó, đó là khả năng giác ngộ, đó là tánh giác đó. Nhưng chúng ta không có khám phá cái tánh giác này.
Hôm nay chúng ta nhận ra, à, mình còn một cái thế giới nữa rất là màu nhiệm mà lâu nay chúng ta chưa sử dụng, không chịu khám phá. Bây giờ mình trở lại khám phá nội tâm của mình, khám phá với tánh giác này. Chúng ta, vậy thì cái tánh giác này nó có phải rằng là ở đâu nó có không? Nó có sẵn rồi chứ phải không? Nó có sẵn trong lòng chúng ta rồi, do chúng ta quên lãng và không sử dụng nó thôi. Chúng ta cứ thường dùng sáu căn tiếp xúc với sáu trần và chúng ta sử dụng thế giới đó. Bây giờ tu tập là chúng ta dừng lại trong cái sự tiếp xúc của căn với trần và chúng ta đi vào trong lòng của mình để tìm cái tánh giác này. Khi tìm ra nó được rồi, đó gọi là sử dụng nó được rồi, đó gọi là tánh viên giác. Tánh viên giác này thực ra mà nói, nó cũng không phải do tu mà có, cũng không phải này, trong đây nói rằng là nhưng thật ra thì không tu và cũng không thành. Chẳng qua lâu nay không dùng, bây giờ lấy ra dùng thôi, chứ đâu phải nói do tu mà có nó. À, tánh viên giác nó vừa cái bản chất của nó là vừa tịch diệt vừa phổ chiếu, tức là vừa vén lệnh mà vừa chiếu soi tất cả. Đó là cái bản chất của nó như vậy đó. Đối với Phật hay chúng sanh không hai không khác, Phật cũng như vậy và chúng sanh cũng như vậy. Phật giác ngộ thì sử dụng nó, còn chúng ta chưa giác ngộ thì bị lãng quên nó thôi. Ở trong phạm trù này nói thì nói vậy á, nhưng mà muốn cho cái tấm gương nó được chiếu soi thì phải lau chùi cái bụi của nó. Đó là cái con đường phàm phu của chúng ta. Chừng nào lau chùi xong rồi thì biết, à thì ra gương nó sáng, tấm gương nó không còn bụi phủ lên nữa. Bây giờ cái bụi trần lao điên đảo nó phủ lên hết trên mặt gương, và mặt gương nó xám xịt, nó mờ tối, không thể soi chiếu được gì hết. Nhưng cũng không có nghĩa rằng là cái khả năng soi chiếu của tấm gương kia nó không có tác dụng, chẳng qua do bụi nó che. Thì bây giờ mình lau chùi, lau chùi cho sạch bụi thì tự nhiên khả năng chiếu soi nó hiện ra vậy thôi. À, từ cái khả năng chiếu soi này chưa bao giờ nó tăng, cũng không giảm, từ xưa nay nó như vậy. Hiểu được chưa hả? Chỗ này nắm được không? À, nó nắm được rồi thì thầy đi qua đoạn kinh tiếp theo. Đây là những cái đoạn kinh trừu tượng và khó hiểu lắm, nhưng mà chúng ta vẫn đi phải học để mình có một cái gieo duyên với những cái câu kinh khó hiểu, rồi từ từ mình cảm nhận ra. Phật dạy rằng các thế giới của chư Phật nhiều như số cát sông Hằng. Xin lỗi, câu này đâu phải của Phật dạy, của ai vậy hả? Của Bồ Tát nào vậy? Ai hỏi đây? Phẩm này ai hỏi hả? Phẩm này có phải của Phổ Nhãn Bồ Tát không? Bồ Tát Phổ Nhãn hỏi. Và ai trả lời? Ai trả lời? À, vâng, câu này đúng rồi, đoạn này đúng là Phật dạy. Các thế giới của chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều ở trong tánh viên giác này. Bây giờ chúng ta tưởng tượng thôi chứ nó không có đúng. Đó là cái tánh viên giác này nó như là hư không bao la, và tất cả mọi thứ nó đều diễn ra ở trong hư không. Nếu không có hư không thì đâu có cái gì tồn tại. Cho nên các thế giới của chư Phật, trong tinh thần của Phật giáo thì Đức Phật đã nói vô lượng thế giới, chứ không phải sau này khoa học phát triển lên rồi tìm ra các thế giới mà cho rằng có nhiều thế giới. Rồi ngày xưa thì người Việt chúng ta nói là trời tròn đất vuông, hoặc là chỉ xem là một cái quả địa cầu này thôi, không biết thế giới khác nữa. Nhưng trong kinh Phật thì Phật đã nói rằng là có hằng hà sa thế giới, tức là có nhiều cái thế giới, nó nhiều như là số cát sông Hằng, chứ không phải một hai cái quả địa cầu này thôi. Các thế giới của chư Phật nhiều như là số cát sông Hằng,
nhưng nó đều ở trong tánh viên giác này. Cũng như hoa đốm ở trong hư không, hoa đốm đó, mỗi thế giới như là một con hoa đốm, và hoa đốm nó ở trong hư không, nó mạch tình lênh xênh khởi lên rồi lênh xênh diệt mất. Thì thế giới cũng vậy, cứ hình thành lên rồi qua cái thời kỳ trụ hoại diệt, diệt rồi sinh, cứ như vậy lênh xênh diệt lên rồi lênh xênh diệt mất. Nó không phải là tánh viên giác, mà cũng không phải rời tánh viên giác. Hoa đốm đó dĩ nhiên không phải là hư không, nhưng dĩ nhiên nó cũng không rời khỏi hư không được. Sóng dĩ nhiên nó không phải là biển, nhưng nó cũng không thể nào rời khỏi biển mà có sóng, phải không ạ? Cái tính chất của sóng thì nó lênh xênh, nó nổi lên, nó trồi, nó trập xuống. Còn cái tánh của biển thì sao? Yên lặng. Tánh biển là luôn luôn là yên lặng. Chỉ cái sóng thì nó tạo ra tiếng ầm ầm vậy thôi. Còn bản chất của sóng là nó, bản chất của biển nó vắng lặng. Là tánh biển nó vắng lặng. Và các vị có nắm được không ạ? Nói tánh biển vắng lặng các vị hình dung được không? Tại vì thực ra đó là một hiện tượng của tứ đại nước nó trồi lên, nhưng thực ra cái tánh của nó là ở trong viên giác vắng lặng. Còn tùy theo cái duyên nó như thế nào đó thì sóng nó có chỗ cao chỗ thấp, sóng thì có sự biến hóa, nhưng mà tánh biển thì vắng lặng. Sóng dĩ nhiên khác với biển, nhưng sóng chưa bao giờ rời khỏi biển. Và cái tánh của sóng nó cứ vậy thôi, nó không có nói cái tôi là sóng cao, anh là sóng thấp. Sống nó không nói chuyện đó. Cái duyên nó hiện như vậy thì nó hiện như vậy. Nhưng mà mình thấy sống cao nguy hiểm là vì sao? Bởi vì đối với tự ngã của mình, mình nhìn thấy sống nó nguy hiểm. Nhưng khi mình ở trên bờ thì mình thấy sống bình thường. Tại vì cái ngã của mình nó không có gắn liền với cái sống đó. Chứ nếu mình chèo thuyền ra biển và gặp sống to thì mình biết rằng đó là một nguy hiểm. Nguy hiểm là do với tự ngã của mình. Mình rời khỏi cái phạm vi của tự ngã đó thì sóng nó cao thấp chẳng liên can tới mình. Mình thấy nó bình thường. Nhưng mà riêng bản thân ngọn sóng thì nó đâu có nói rằng nó lớn, nó nhỏ hay đâu. Sóng nó đơn thuần chỉ là sóng thôi. Và nó hiện ra sóng lớn, sóng nhỏ đó là do cái duyên của khí quyển. Vậy thôi. Thì cũng như thế, tất cả chúng sanh trong ba cõi tùy theo duyên mà hiện ra, nhưng chưa bao giờ rời khỏi tánh viên giác. Đoạn kinh này là một đoạn kinh rất là khó nhận ra, rất là gây go. Khi giảng kinh lúc nào cũng vậy, giảng kinh viên giác tới cái đoạn này, thầy giảng cũng lần thứ tư của kinh viên giác rồi. Và ở cái vùng này các vị nghe lần đầu tiên, nhưng mà thầy biết tới đoạn kinh này thầy biết rất là mệt. Nhưng mà không có học đoạn kinh này thì những đoạn kinh sau chúng ta sẽ không có thấy giá trị của nó. Nó khổ là vậy đó. Thành ra cái bữa học hôm nay rất là mệt chứ không đơn giản. Nó không phải là tánh viên giác, mà cũng không phải rời khỏi viên giác. Cái linh sinh, cái thế giới này nó sinh nó diệt, dĩ nhiên nó không phải viên giác. Bởi vì nó sanh trụ dị diệt, nó đâu có vắng lặng. Thành ra nó cũng không phải là viên giác. Nhưng mà nếu như nó rời khỏi viên giác thì nó không có gì hết. Cũng như hư không vậy đó. Có hoa đốm ở trong hư không, mà rời khỏi hư không thì làm gì có hoa đốm nữa. Mà hoa đốm dĩ nhiên nó không phải là hư không. Hoa đốm thì có sanh có diệt, còn hư không thì sao? Thì vắng lặng không sanh diệt. Thân chúng ta có sanh có diệt, đau khổ buồn vui nó có sanh có diệt, nhưng cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta thì chưa bao giờ sanh diệt. Nó cũng không phải rời viên giác, không phiền trược và giải thoát. Nó không có bị cái phiền trược và giải thoát gì hết. Nó trùm tất cả, không có gì gọi là triền phược và giải thoát. Bởi thế nên biết sanh tử và niết bàn cũng đều như giấc mộng hôm qua. Người giác ngộ thì nó nói đó là xem thế gian á là sanh tử, còn người
Ở trong sanh tử xem người giác ngộ là Niết Bàn. Tuy nhiên Niết Bàn hay là sanh tử nó cũng nằm trong tánh duyên giác, và tất cả như là giấc mộng mà thôi. Và chúng sanh vốn đã thành Phật từ xưa đến nay, đây là một câu mà chúng ta học ở trong Phật Pháp Căn Bản. Chúng ta thấy khi nào gì hả? Khi nào chứ nói là đạo là gì hả? Đạo là con đường, đạo là gì? Là gì nữa? Đạo là bốn phận, đạo là gì? Bốn phận là trách nhiệm rồi đó. Bốn phận là trách nhiệm là một, đạo là con đường là hai, đạo là gì? Vâng, là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối là chỉ cho gì? Chỉ cho sự giác ngộ của chúng sanh đó. Nó là lý tánh tuyệt đối đó. Đức Phật có từ lúc nào? Đức Phật có từ lúc nào? Nói câu đó chúng ta phải đưa vào trường hợp đứng về phương diện lịch sử. Thì Đức Phật có là bao nhiêu? 2561 cộng 80 nữa, 80 tuổi nữa phải không? Rồi nếu như mà đứng về phương diện của gì? Của chúng sanh. Thì khi nào có chúng sanh là khi đó là có Phật. Tại vì tự tánh chúng sanh tức là Phật, mà quên mất cái tự tánh đó thành ra làm chúng sanh, gặp việc không giác ngộ được bản thân của nó là gì? Là giả, mà chúng ta chấp chặt trong đó, thành ra chúng ta bị khổ đau trôi lên. Có một số người họ nói thế này, ví dụ các vị, bản thân các vị đã chế ngự được đau khổ trong lòng mình chưa? Chưa chế được. Các vị, bản thân của các vị đã giác ngộ chưa? Chưa giác ngộ. Các vị đã chắc chắn rằng mình không có sai lầm không? Không. Phải không? Mình không có chắc chắn rằng là mình không có sai lầm. Và chắc chắn rằng các vị có tự tin rằng là những cái gì các vị hướng dẫn cho người khác là điều đúng hoàn toàn không? Không. Đối với sanh tử, các vị chưa có giải thoát được, phải không? Đó. Như vậy, chúng ta còn giống như là người đuôi mà dắt theo người mù. Phải vậy không? Và chư tổ nó nhận rõ ràng là cũng giống như chúng ta đang chết đuối ở giữa dòng mà chúng ta cứu người chết đuối. Chúng ta có làm được điều đó không? Hả? Tức là mình đang chết đuối giữa dòng mà mình cứu mình chưa nên mà cứu ai nữa. Đó là những cái cách lý luận. Như vậy thì thôi, bây giờ chúng ta nghỉ hết, chùa chiền đóng cửa, phần ai nấy tự cứu đi, phải không? Thế nào? Thế rõ ràng. Cho nên thưa quý vị, là đây là những cái lý luận mà cẩn thận, chứ không khéo á là chúng ta nghe người ta nói lý luận như vậy mình thấy đúng. Rõ ràng mình chưa đủ sức tự cứu mình, làm sao mình cứu ai được? Mình còn đang trôi nổi trong dòng sanh tử, làm sao mình giác ngộ cho ai? Mình chưa thấu suốt được tự tánh của mình, làm sao mình khai thị cho người khác? Bản thân mình hộ những cái niệm thanh tịnh của mình hộ chưa xong mà đi hộ niệm người ta, phải không? Cái niệm thanh tịnh mình hộ không nổi, cái niệm phiền não nó chạy vô trong lòng mình, nó chớ ngự, nó xâm chiếm mình thường xuyên. Mình hộ những cái niệm thanh tịnh giải thoát giác ngộ mình hộ nó chưa nổi, mình đi hộ niệm người chết. Cái người còn sống mình hộ chưa xong, lúc mà họ chết nữa thì mình hộ cho ai, phải không? Bây giờ nó thẳng ra, bây giờ bản thân mình hộ cho mình cũng chưa được, bạn mình còn sống đó, nó đang đau khổ và mình hộ cho nó cái tâm thanh tịnh khởi lên, rồi cái tâm phiền não kia lén xuống, mình hộ chưa xong đó. Chứ đừng nói chi là cái lúc mà nó ngáp mà mình hộ cho nó gì cực lạc. không có tự tin, phải không? Không chắc chắn. Mà nói thế thôi, ai chết cứ chết, ai làm gì cứ làm. Đây là những cái điều mà chúng ta cẩn thận nha. Thì học trong kinh Viên Giá không khéo á, nói những cái lý luận siêu việt rồi,
những cái thứ sự bình thường chúng ta lại phá vỡ mất. Thực ra mà nói, khi mình giúp cho người khác một việc, chính lúc đó mình đang giúp cho mình. Tại vì sao? Bởi vì khi mình thấy đau khổ của người khác mà mình không có động lòng cứu giúp, lòng mình nó không có khởi niệm từ bi, mà mình cứu người ta được cũng là từ bi trong lòng của mình, sự xót thương trong lòng của mình. Hoặc là mình ít nhất á, là mình cũng có cái tâm bố thí. Nếu không bố thí làm sao mình cứu giúp được? Trong một cái phạm vi nhỏ nhất nào đó, đơn thuần nhất, mình vẫn có tâm bố thí rồi. Hoặc là mình giảm bớt cái tính ích kỷ của mình, thành ra mình chia sẻ cái bình an cuộc sống của mình giúp đỡ cho một người khác. Như vậy là mình tự cứu mình rồi. Và như vậy mình giúp người ta cũng là làm tăng trưởng công đức cho mình. Và công đức mình càng ngày càng tăng trưởng thì con đường giác ngộ sanh khối sanh tử của mình nó càng gần. Thành ra cứu người cũng là cứu ta. Đó, mình tu cũng là tu dùm cho người. Trong cái thế giới tương quan đối đãi này, chúng ta thử nghiệm chứ không có được đi theo một bên như vậy á, chúng ta phân tích nó sẽ sai đó. Tôi nói thì nói vậy thôi, nhưng mà đối với thầy thì học viên giác thì cứ học, lý luận thì cứ lý luận, nhưng mà thầy vẫn chú trương một điều, thà rằng là chúng ta chấp thiện, chúng ta chấp thiện còn hơn là không chấp gì. Thầy thiệt thì mà nói chúng ta chưa đủ sức là không chấp gì hết, cho nên thôi chúng ta cứ chấp theo điều thiện và làm điều thiện. Chứ còn mình không chấp gì hết thì mình làm cả việc ác luôn á. Nó rơi vào những trường hợp như vậy chứ không đơn giản đâu. Mình phải y cứ vô cái việc thiện, những cái nhân quả, những cái căn bản như vậy để mình hành động cho nó đúng với giáo pháp. Rồi từng bước tu tập thì cũng bằng những cái công phu, bằng sự nỗ lực hàng ngày để chúng ta gieo trồng công đức, rồi chúng ta tích lũy cái phước cho mình, càng ngày nó càng tăng trưởng dần lên, tinh tấn từng ngày từng giờ. Chứ không có cái chuyện nói là mình nối giác ngộ cái nó giác ngộ đâu. Thế vậy chứ không đơn giản chút nào. Này thiện nam, phải biết sanh tử và niết bàn đều như giấc mộng hôm qua, cho nên không có sanh diệt và cũng không có khứ lai. Không có sanh diệt và cũng không có khứ lai. Ở trong cái cảnh giới đến và đi, đó là cảnh giới của sanh tử. Rồi sanh diệt, sanh tử của các pháp thì mình thấy có, nhưng mà trong cái tự tánh vắng lặng thì không có. Tất cả mọi thứ đều sinh diệt ra ở trong cái vũ trụ này, nhưng mà bản thân hư không của vũ trụ này nó bất sanh diệt. Tánh viên giác cũng như vậy. Tánh viên giác như là vũ trụ bao trùm khắp pháp giới. Còn tất cả mọi thứ bên trong đó thì nó có sinh diệt. Hình dung được chỗ này không? Sanh tử và niết bàn đều như giấc mộng hôm qua. Một người giác ngộ, ví dụ như bây giờ chúng ta thức giấc đi, chúng ta nhớ hồi tối hôm qua là chúng ta có nằm chiêm bao, và chúng ta nằm chiêm bao và chúng ta khổ cực lắm vì cuộc sống mình khó khăn, cho nên mình đi mua vé số. Và mình thấy mình có trúng được vé số rồi, và mình có vác về được một bao tiền. Cái bao tiền đó là gì? Tức là cái kết quả sau khi mình mua vé số, đúng không ạ? Rồi trong chim bao mình cũng thấy mình khổ, mình thấy mình đi mua vé số, rồi mình thấy mình trúng số, rồi mình thấy mình vác được bao tiền. Cái bao tiền là cái kết quả. Tu hành nó cũng vậy. Tu hành là công phu sớm khuya và thành tựu niết bàn, là giống như tu đã xong. Nhưng mà tất cả những điều đó nó nằm trong giấc chiêm bao. Người giác ngộ không ở trong niết bàn, cũng không có nối trong sanh tử gì cả. Nếm được không ạ? Cho nên mình đang tu đây, rồi mình tưởng tượng rằng ấy, là nay mai kia mình sẽ chứng niết bàn. Cái đó cũng là nằm ở trong cái thế giới đối đãi thôi,
chứ không phải là cánh viên giác thật sự. Chỉ khi nào tinh giác thật sự, mà tinh giác thật sự thì cũng không biết nói gì hơn được. Cái ông chồng đi ngày xưa thời Phật, có một ông đi đến nghe hai chồng nghèo và đến nghe pháp. Thì ông chồng sau khi nghe pháp xong, ông hoan hỷ, ông về ông tuyên bố với vợ ông là thôi, bây giờ tôi đi xuất gia, tôi không muốn sống đời sống thế tục nữa, giờ gia sản mọi thứ cô làm thì cô làm. Thì cô vợ nói, ông nói như thế ông rất là ích kỷ, ông nhà cửa như thế này mọi thứ ông tạo dựng lên, bây giờ ông bỏ cho tôi làm sao, thôi để tôi đi tu trước, rồi ông muốn làm mà làm, rồi chừng đó ông dọn dẹp xong rồi ông đi xong đi tùy ông. Thì lúc đó là cô đi xuất gia trước. Thì khi xuất gia vào trong giáo pháp của Phật, cô tu một thời gian sau, hôm đó anh chồng đi thăm vợ, thì đến cũng cúng dường theo nguyên tắc của giáo đoàn của Phật. Thì khi cúng dường xong rồi thì người ta được quyền hỏi những cái thắc mắc trong đạo, và khi hỏi tới cái câu hỏi thế nào là sơ quả, thì cô này cũng trình bày rất là rõ ràng. Anh có vẻ khâm phục, và anh hỏi tới nhị quả, anh hỏi tới tam quả, thì cô đều trả lời thao thao hết. Và hỏi tới tứ quả thì cô im lặng, cô nói rằng điều này nó vượt khỏi cái sự trình bày của tôi. Ông nên đi hỏi Đức Thế Tôn. Thì khi anh chàng này lên hỏi Đức Phật là cái việc nhân duyên như vậy, thì Phật nói là thực ra Tỳ Kheo Ni này đã trả lời cho ngươi rồi. Các bạn hiểu không? Phật nói như thế ý xác chứng rằng là vợ của anh đã chứng A-la-hán rồi. Và cô biết rằng đây là một cái cảnh giới không thể dùng ngôn ngữ mà trình bày, nhưng cô không biết phải nói làm sao. Thành cô nói rằng nó đã vượt khỏi cái khả năng trình bày của tôi, nên đi hỏi Đức Thế Tôn. Thành ra ở trong cái cảnh giới của viên giác này, nó cũng na ná như vậy. Nó là những cảnh giới của sự cảm nhận, của sự thành tựu trong nội tâm. Chỉ có công phu thực tập như vậy nó sẽ thành tựu, còn không thành tựu được là không thành tựu, chứ không có chuyện là mô tả giải thích làm sao để cho hiểu được điều này. Và cho nên chúng ta chỉ có thấy rằng cần phải nỗ lực tinh tấn hàng ngày để giữ tâm mình nó phản lặng. Hồi gần đây mình tu, mình để ý trong tâm mình, để ý trong tâm mình, thấy trong tâm mình nó còn nhìn thấy cái lỗi người ta nhiều quá, là biết ở trong tâm mình nó còn nhiều thị phi rộn ràng, mình còn tơ tưởng tới nhiều cái cảnh tham dục phiền não. Cho dầu không phải là nghĩ tới mình chỉ nói chuyện của người ta thôi, nhưng cũng phải biết rằng nó đang hiện hữu trong tâm mình. Nếu nó không có trong tâm mình không có thấy, không có nói đâu. Ai mà nói chuyện và ái dục nhiều, mặc dù người đó tuyên bố rằng là con không còn ái dục nữa đi, nhưng thầy biết rằng ở trong tâm nếu như không còn thì đâu còn để nói nữa. Còn cái chữ nói ra đó là vẫn còn cái bóng dáng của nó. Rồi tới các vị thấy nhân quả dở sợ lắm ha. Rồi mình nói cái người đó thật là xấu xa, chuyện này chuyện kia, mình nói đủ thứ hết như vậy. Nhưng mà thực ra nếu như trong người mình thanh tịnh, mình không thấy họ xấu đâu. Tại vì chuyện đó nó không có tác động tới mình, không nằm trong phạm vi của mình sẽ không thấy. Nếu như nằm trong phạm vi chi phối của mình thì mình sẽ thấy. Tại vì mình phải thẩm sát để mình làm việc. Còn ở đây nó không nằm trong phạm vi của mình, mà mình vẫn nhìn vô, chứng tỏ trong tâm mình quá nhiều chuyện đấy. Chuyện của mình không lo đó, mình đi lo những chuyện dài tay, quá nhiều chuyện đó. Ở trong tâm mình nó rõ, nó hiện ra rõ lắm. Thành có nhiều điều Phật tử nói, thầy ngồi thầy nghe thầy biết tới đâu rồi. Giờ thầy nói ra các vị có hiểu được không? Nó như vậy đó.
Không có gì khó hiểu hết, nó rõ như ban ngày mà cho dọc biển bác gì nữa. Biển bác thì nghe hợp lý đó, nghe hay đấy, nghe tướng chừng như tài ba đó. Nhưng mà trong tâm quá nhiều chuyện. Cái tâm nhiều chuyện như vậy không phải là sự thanh tịnh. Mà không phải thanh tịnh thì đó là không phải là nắm được chân lý rồi. À, rồi đi rộng ra, mình quán chiếu xung quanh, mình quán chiếu rộng ra chút nữa, thì mình chiêm nghiệm ở trong tâm mình nó sinh diệt bao nhiêu thứ. Còn khi nó phán lặng xuống người này, họ cảm giác không có gì để họ nói nữa. Thầy cũng gần gũi nhiều vị hòa thượng tu hành thật sự đó. Thôi như các ngài không có nói gì, ít nói lắm. Mà có nói ra thì nói cho an vui và nói cho thanh tịnh, và các ngài nhìn sao nó cũng thanh tịnh hết á. Các anh nhỏ vô đứng trước cái chỗ tượng Phật mà đứng chắp tay sau đó trời, nhìn câu đối. Anh hòa thượng vô cũng thấy anh nhỏ chút xíu đứng nhìn câu đối, đứng cười khẽ 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 khẽ. Tôi nói sao tự nhiên hòa thượng vui gì dữ ấy. Vô xem phải anh chắc anh là nhìn đứng chắp tay nhìn dúng hòa thượng gúp này. Tức là anh điệu chút xíu một xíu và anh đứng nhìn câu đối. Không biết có hiểu được chữ gì không. nhưng mà các ngài nhìn thấy nó vui. Còn một người mà ở trong cái câu chấp á, vô phép. Đứng trước Phật mà làm ra vế mình người lớn như vậy là vô phép, chúng ta thấy không? Tức là tùy theo cái cách nhìn của một người tu hành. Người thiệt sự họ tu thấy cái việc gì cũng nhẹ nhàng hết. Thậm chí đối diện với những cái cảnh sống chết là cũng nhẹ nhàng. Ở gần các ngày thời gian mình thấy vui lắm. Khi ra mà làm việc mình thấy rõ ràng ở trong cái cảnh thanh tịnh ấy, nhìn mọi việc nó rất là nhẹ nhàng, không có gì hết. Có hồi nói ở chùa, cái chùa đó nó giải sai giải, nó không chắc nó hư được kia rồi, mà nói cứ ngạo nó ồ đợt ta 30 đợt nó mà anh nhầm gì ở nhà đấy. Nó nói vậy thôi, nói là cứ luôn luôn hướng tới sự giác ngộ, hướng tới sự xả ly trong lòng, chứ không có bận tâm tới cái pháp sinh diệt bên ngoài. Đây là những điều mà chúng ta cần phải học hỏi, phải nhắc nhở trong tâm mình thường xuyên như vậy, mình mới nuôi dưỡng được cái tâm an lạc. Ở nơi quả vị sở chứng không có được và mất hay thú và xá. Ở trong cái chỗ thành tựu được á, ở trong đó nó không có gì gọi là được và mất hết. Tại xưa nay nó thường hàng vấn lệnh thì cái gì là được? Nếu như được thì tức là trước đó đã không được. Nhưng chẳng qua là không sử dụng nó thôi. Bây giờ nói là sử dụng. Cũng giống như cái sự thanh tịnh thường hằng vốn hiện hữu trong lòng, chứ đâu phải nói rằng là có được nó. Rồi mình thú xá. Thú là mình giữ lại, xá là bỏ đi. Cái thú xá này nó nằm trong thế giới của sự chấp trước thôi. Ở nơi người năng chứng cũng không có tạo tác và đình trí hay sanh và diệt. Đây là một cái đoạn kinh rất là khó hình dung. Ở trong quả vị sở chứng không có gì được và mất hay thú và xá. Bây giờ ví dụ như chúng ta học đạo, chúng ta đi học, chúng ta tốt nghiệp một khóa, chúng ta lấy cái bằng tốt nghiệp. Thì ở trong cái cương vị của một vị học giả, một vị cử nhân chẳng hạn đây, hay là một vị kỹ sư, một bác sĩ đi, ví dụ vậy. Thì ở trong cương vị đó có cái gì được? Thực ra mà nói, mình cứ nghĩ rằng kiến thức kia là do người khác truyền trao cho mình. Nhưng mà người khác chỉ là cái duyên thôi chứ không phải. Nếu ở trong lòng mình không có khả năng nhận thức thì không ai dạy mình được hết. Bản thân mình có khả năng nhận thức phân biệt rồi, và người ta tập cho mình cái cách tư duy, người ta hướng dẫn cho mình để mình lặp lại cách tư duy như họ, và tự nhiên mình có khả năng đó. Cái khả năng nó có sẵn trong lòng của mình, chứ không phải do người khác cho mình. Bây giờ thầy hướng dẫn cho các vị hiểu. Cái hiểu đó là tự trong lòng các vị phải có. Còn nếu các vị không có thì làm sao thầy hướng dẫn được? Có hình dung được không? Cái tính giác, cái khả năng nhận thức là mình phải có. Còn anh đã không có rồi thì hướng dẫn 1000 năm cũng không có.
Anh có sẵn rồi, chẳng qua là anh chưa biết nó là cái gì và anh chưa phân biệt nó là gì, như thế nào. Thành ra người hướng dẫn mới hướng dẫn cho cách phân biệt thế này thế kia, và mình nhận ra vậy thôi. Chứ cái khả năng đó nó có sẵn trong người mình chứ. Nếu như trong người mình mà từ nó không có hai trội thì không ai dạy mình được hết. Cũng giống như trong đầu mình, nó không có bộ nhớ, ai làm cho mình nhớ được. Còn nếu như cái người thầy dạy là cái người làm cho mình gợi lên cái nhớ, lặp đi lặp lại cho mình nhớ. Thầy nói ví dụ đơn giản, đối với Phật tử thầy vẫn khuyên một điều là đừng bao giờ rời khỏi hai cái giáo lý căn bản, đó là bát chánh đạo và nhân quả. Nhân quả nằm trong bát chánh đạo đó, cái nhân quả nó đi sát y trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến tức là cái suy, cái nhìn thấy đúng đắn. Đúng đắn là như thế nào? Không phải là thấy hợp với lòng mình là đúng đâu, mà thấy sự thật đúng với bản chất của nó, đúng với cái chân lý của nó. Đó là người có chánh kiến. Mà bây giờ lâu nay mình hay có những cái tư duy tà vậy. Giờ đây mình học Phật Pháp để mình soi chiếu và mình chấm dứt những cái tư duy tà vậy trong lòng mình đi, thì tự nhiên chánh kiến nó hiện ra. Chánh kiến hiện ra thì mình có chánh tư duy. Còn hay chánh kiến mà không có, chánh tư duy cũng mất theo. Nó vậy đó. Mà hở mà chấp trước, như hồi sáng thầy cỡ cho các vị nghe cái anh chàng đó hối đạo thầy đó, anh nói là tà tư duy. Và anh ôm cái tư duy đó rồi á, thưa vị, nhiều khi anh đi 1000 năm không gỡ ra nổi, anh sẽ lạc vô tà đạo đó. Tất cả những cái tư duy sai quấy đó là nó cứ vậy, nó ăn sát trong đầu thôi. Và bao giờ mới bỏ được? May ra gặp một hoàn cảnh hoặc là gặp minh sư, họ làm sao đó để nó khai ngộ. Và cũng bản thân người này ngộ, chứ không ngộ thì cũng chịu thôi. Bản thân mình phải tính ra, nhớ lại mới bỏ được cái tà tư duy đó. Còn không thì mình cứ trôi lên trong cái điên đảo hoài thôi. Ở trong cái cảnh giới của người chứng, nó vượt tất cả mọi cái ngôn ngữ nói năng, mọi cái được mất hơn thua. Bài Ma Ha Bát Nhã chúng ta đọc đó, vô trí diệt vô đắc, cho đến không có sanh lão bệnh tử, không có niết bàn. Tại vì nó vượt hết tất cả mọi ngôn ngữ, thì đâu còn cái khái niệm nào, cái ngôn ngữ nào để chúng ta ước lệ nữa, để chúng ta mà trình bày nữa, hình dung nữa. Cảnh giới này cũng giống như là con rùa với con thò, con gì, con rùa với con cá đó. Mà chúng ta biết trong nhà thiền, con gì, con rùa nó xuống dưới nước, con cá hỏi anh đi đâu lâu quá, tôi mới lâu nay không thấy anh. Nó tôi đi lên trên đất liền thì chơi, mày bây giờ trên nó nắng quá tôi đi về. Anh nói đất liền là cái gì? Con cá nó hỏi đất liền là cái gì? Anh nói giờ tôi cũng biết làm sao tôi nói cho anh hiểu đất liền là cái gì. Con cá nó sao được rồi, tôi hỏi thứ anh trả lời thứ chục câu hỏi thứ thế nào tôi cũng hình dung được. Thì anh nói đất liền nó có cháy thành dòng không? Nó không. Đất liền nó có tạo thành sóng không? Nó không. Đất liền nó có lóng cho tôi bơi lội thoải mái không? Nó không. Rồi nó đất liền nó có cho mặt trời chiếu qua được không? Nó không. Nói cái gì cũng nó không hết. Cái là anh cá anh nói ồ, tôi hỏi cái gì anh cũng nói không là chúng ta nói dối rồi. Trên đời này làm gì có đất liền? Tôi hỏi cái gì anh cũng nói có, tôi nói một loạt mà anh cái gì cũng không hết, chẳng qua là cho anh nghĩ ra thôi chứ làm gì có. Thì cũng vậy, người giác ngộ giống như người trên đất liền, còn chúng ta mê muội ở trong dòng sanh tử giống như cá trong nước. Bây giờ tánh viên giác là tánh cái cảnh giới của người trên đất liền, mà bây giờ mình những con cá mà tưởng tượng ở đất liền thì cũng chỉ là một cái tưởng tượng thôi. Ở trong cảnh giới của viên giác, nó không còn ngôn ngữ, không còn tư duy. Khi dừng hết tất cả mọi vọng tâm sanh diệt thì lúc bây giờ viên giác mới hiện ra được. Cũng giống như bây giờ cái khả năng chiếu soi của mặt nước là như thế nào. Chúng ta lấy cây, chúng ta quậy ở trong nước, chúng ta nói cái khả năng chiếu soi nó làm sao. Chúng ta lặn lội vô trong nước, chúng ta tìm kiếm thứ là cái nước này nó phản chiếu đẹp như thế nào. Càng lặn lội chừng nào, nước càng tạo ra sóng.
Chỉ khi nào ngồi im, đỡ im, nước đỡ im thì tự nhiên bắt đầu mọi thứ nó hiện lên trên mặt nước. Hình như được không ạ? Cũng vậy, trong tâm mình nó vén hết tất cả những vọng tâm sinh diệt thì lúc bây giờ tánh viên giác hiện ra. Còn hễ mà lén lỏi tìm kiếm trong tâm tánh viên giác là cái gì, càng tìm kiếm là càng sai. Cũng giống như là càng quậy trong nước mà tìm những cái ánh chiếu trên nước là sao tìm ra được, càng quậy chừng nào càng sai. Người mà đi tìm, đi lặn hụp ở trong kinh điển để tìm chân lý giống như là người lặn ở trong nước mà tìm trăng. Hình dung được không ạ? Lặn ở trong nước tìm trăng không bao giờ có đâu. Cho nên nó chỉ là một cái phương tiện giúp chúng ta giác ngộ, trực nhận, tự tánh, chứ không thể nào đi trong ngôn ngữ tưởng tượng hình dung ra chân lý được. Chân lý nó vượt khỏi ngôn ngữ mà. Trong tánh viên giác nó không có tạo tác hay đình chỉ, nó vượt khỏi tất cả mọi ngôn ngữ nói năng, hay là sanh và diệt, những cảnh giới đó không có nữa. Trong tánh viên giác tất cả các pháp đều bình đẳng, không có hoại diệt, rốt ráo không có người năng chứng và quả sở chứng, tức là không có cái người tu và người chứng gì hết. Này thiện nam, các vị Bồ Tát kia phải y lời ta dạy như trên mà suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ làm sao? Suy nghĩ như vậy. Rồi gì nữa? Dùng phương tiện như vậy, y theo lớp lang và tuần tự tu hành như vậy, an trụ như vậy, phải cầu pháp như vậy và khai ngộ như vậy mới khối mơ muội. Mình hiểu gì không ạ? Nó cứ như vậy là sao? Hả? Đây là cái chỗ mà chúng ta rất là ngại, cho nên về kinh bộ nó phiền vậy đó. Nếu chúng ta nghe lại từ cái đĩa số 1 thì bắt đầu chúng ta sẽ cảm nhận nó khác. Chúng ta đi qua một đoạn xa đó. Thế thực ra mà nói, chúng ta ở câu đầu tiên chúng ta nghe câu hỏi này. Phật nói á, này này ở đây, bạch Đức Thế Tôn, như chúng sanh nghe cái pháp môn ly huyễn tam muội này sanh tâm mơ muội vì không biết làm sao để hạ thủ công phu. Sanh tâm mơ muội tức là không biết rõ, không hiểu gì hết, và làm sao để hạ thủ công phu, tức là hạ tao quyết tâm xuống và hành trì tu tập theo. Đó. Vậy thì làm sao? Vậy nếu không có phương tiện chân chánh và suy nghĩ chân chánh thì không thể ngộ được cái tánh viên giác hay sao? Đó. Xin Ngài mở lòng từ bi vì những người chưa ngộ như chúng con trong hiện tại và chúng sanh đời sau, là chỉ chúng ta đây. Tạm lập ra phương tiện, tức là tạm lập ra cái cách thức. Ví dụ như bây giờ muốn các vị vừa cực lạc Tây Phương mà các vị ngồi niệm Phật mệt quá, cho nên mình phải tạm lập ra phương tiện là đi ở A vậy đó. Đi mà đi từng bước cho nó khỏi buồn ngủ đó, nó khỏi mệt. Mà có người cũng thèm đi theo cái quy tắc nữa, đi tự do. Rồi có người đi cũng thèm niệm nữa, đi nhìn đông nhìn tây. Hôm sau có nhìn nhớ mang cái kiến đen vô, chứ thầy khối thấy cái mặt nó đang nhìn, thầy nhìn thấy mặt kỳ quá. Đi niệm Phật người ta đang chăm chú niệm, mình cứ nhìn dài nó nhìn dài nó cứ niệm Phật kỳ. Tồn tại như vậy thật là vô nghĩa đó. Tại lúc đó đang niệm Phật nhiếp tâm vô, nó bày ra phương tiện rồi ngồi xuống, rồi ngồi sợ buồn ngủ nữa, cho nên niệm đổi cho nhanh hơn chút. Rồi sau này niệm thấy nó dài thôi, niệm còn 4 chữ rồi. Đó là những cái phương tiện lập ra. Từ sáng tới tối biến đổi nhiều phương tiện. Sáng dậy tụng kinh, chứ mới có tới cái chụp đầu giảng kinh chắc chắn bỏ chạy hết. Thành ra phải tụng kinh chút xíu đã, tụng chút rồi bắt đầu mới giảng. Hay giảng xong rồi thì sao? Rủ đi ăn, chứ đói quá còn không muốn nghe nữa. Và thầy còn hăm hê nữa, thầy nói nếu như mà chiều không học là sẽ không hiểu kinh đó, chưa tính giọt rồi đó. Nhưng mà nghe thầy nói thôi, nán ở lại.
Đó. Rồi bắt đầu cớ chuyện đông chuyện tây, cớ khuyên báo chuyện này chuyện kia, giống như là năn nỉ tu, tu được chút thầy mừng vậy đó. Đấy, bắt đầu mới chịu ngồi lại mà hãy mà rầy la câu nói câu để cho dừng lại những cái nghiệp xấu á, là phiền não đó. Phiền não không có thầy nghe đâu, vừa nhà càm ràm, rồi gọi điện người này người kia càm ràm. Đó, khổ lắm, phải lập ra phương tiện. À, đâu á mà thầy gọi điện thầy hỏi thăm á, mừng lắm. Mà thầy em ru thầy hỏi á, thầy không quan tâm, chán quá. nó vậy đó. Là các phương tiện mà tu cho ai, thực ra tu cho bản thân mình, cho ai đâu mà cứ giận với hờn rồi chán với không chán. Tu chính mình mà, nhưng mà phải bày ra phương tiện. Đủ cách, cái phương tiện nó càng sinh động chừng nào thì người ta ở trong đó dễ dàng chừng đó. Còn cái phương tiện nó ít chứ. Hồi xưa thầy dạy võ mấy chú mà dò kinh không có thuộc, là thầy bác đứng tấn học cho ta thuộc thôi, mà nó đứng từ 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 rồi nó ngồi bệt xuống luôn. À, cái thầy kém ba cái nhang phải đỡ dưới mông của nó đứng im ru đấy, nó ngồi xuống là cái nhang chí ráng chịu, nó đứng im ru đấy, từ từ nó trên là học hết kinh, học thuộc rồi đi vô. Thế nên mà nó phàn nàn, nó nói thầy ác. Mà quý vị biết á, sau này cái chân nó vững, cái tấn nó vững, học võ tốt cho nó. Bác nó tập võ, nó muốn tập, nó muốn đánh võ dối mà nó không muốn đứng tấn. Là cho nên mình phương tiện, thành ra bày ra bao nhiêu thứ phương tiện tu học chứ không đơn giản. Có lần thầy nói mấy em đệ tử, sư phụ tu sao cứ sáng là tụng kinh chán mệt quá. Thầy nói được, nếu như các con cho rằng sáng ngủ rồi ăn uống tự do thì thầy càng khỏe. Tức là thêm chùa từ đây sau không cần phải dọn cơm nữa, các cô cứ nấu lên đỡ đó, ai đói thì tự bới ăn, ăn xong chén ai nấy rửa, không thích ăn thì đi chơi, rồi sáng cứ ngủ rồi thoải mái vậy đó. Và thầy cho một tháng luôn, một tháng thầy nói các con nhìn soi cái mặt của mình thôi, mặt mày đen thui, thằng nào nó lại dài như cọng mì, cứ mì gói á, thích ăn gì ăn đó mà. Rồi nằm dài ngủ mà nhìn những mặt nó đù sao á, nó không có lanh lẹ. Cho nên cũng giống như con người, giống như là cái thanh gươm mà không được mài dũa, nó như là một cái cục sắt chẳng xài được cái gì. Thì tu tập phải bày ra nhiều phương tiện như vậy. Và thầy nói cái tông chí thầy đơn giản thôi. Thứ nhất, sáng ngày tụng kinh, tối tụng kinh, trước khi ngủ ngồi thiền, một ngày ăn ba bữa, đó là tông chí tu hành của thầy. Chỉ có nhiêu đó thôi à, không được bỏ ăn, sáng tụng kinh, tối tụng kinh, rồi trước khi ngủ ngồi thiền, chỉ có thực hiện như vậy thôi, thì có thể sai khiến thầy bao nhiêu thầy cũng làm theo hết. Thầy sẵn sàng thầy phục vụ hết, nhưng mà thầy không chịu làm đó. Cho nên bày ra nhiều phương tiện, ở đây cũng vậy. Bày ra cái phương tiện sau đây, ngày Bồ Tát Phổ Nhãn hỏi lập ra cái phương tiện sao, rồi phải suy nghĩ như thế nào về cái tánh viên giác này để thở nhập được, rồi phải an trụ, tức là cái tâm mình dừng ở trong chỗ nào, trụ vào chỗ nào, rồi giữ gìn nó như thế nào. An trụ vô mà không giữ gìn nó sẽ mất. Rồi nữa, rồi làm sao để ngộ nhập được tánh viên giác. Đó là câu hỏi của Bồ Tát Phổ Nhãn đưa ra. Và Đức Phật nói làm sao? Đức Phật đưa ra có bốn cái gì? Bốn cái câu hỏi, bốn cái vấn đề mà chúng ta cần phải sắp xếp trước. Một là gì? Là y theo cái pháp chỉ của Như Lai, tức là y theo cái pháp mà dừng trụ cái tâm mình lại. Dừng trụ vào chỗ nào? Mình dừng trụ tâm mình trong hồng danh của Phật, để mình khỏi phải nghĩ đông nghĩ tây. Mình nằm im nó cứ nghĩ đông nghĩ tây thôi, mình niệm Phật. Hoặc là mình dừng ở trong hơi thở, tư tưởng mình theo dõi trong hơi thở, mà mình theo dõi chập nó cũng loạn, thôi mình tính đếm hơi thở,
hít vào thở ra mình tính một, hít vào thở ra tính hai, đôi tâm mình nó có chỗ an trú, nó dừng lại, chứ không đỡ cho nó tự do là nó muốn nghĩ gì nó nghĩ. Và nó nghĩ có khi những điều mình không cần nghĩ nó cứ nghĩ, những điều mình muốn nghĩ nó lại không nghĩ ra. Như vậy tâm mình không được huấn luyện, phải tập cho nó đi theo cái ý mình muốn. Rồi tập được như vậy rồi sao? Giữ gìn giới cấm kiên cố. Tại sao chúng ta sát hại? Nó hại cho mình, mạng sống của chúng sanh, mình đoạt mạng sống của nó. Đoạt mạng sống của nó thì sao? Túi thọ mình bị ảnh hưởng, mình gây chúng sanh nhiều đau khổ và thân mạng, mình sẽ chịu nhiều bệnh tật, nhân quả. Rồi mình ăn trộm của người ta thì dĩ nhiên tài sản của mình phải bị mất. Và mình làm cho nhiều người đau khổ như vậy. Cho nên cái vấn đề giới cấm mình giữ cho kiên cố. Giữ giới cấm không phải là giữ cho người khác, mà giữ vì bảo vệ chính mình. Vì nhân cách mình, vì sợ mình tạo ra cái nhân không tốt và mình sẽ nhận cái quả không hay. Cho nên giữ giới cũng là giữ cho sự bình an của chính mình. Rồi sắp xếp đồ chúng cho yên ổn. Chỗ này khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Rất khó chứ không phải giỡn. Sắp xếp đồ chúng cho yên ổn. Đồ chúng là chúng đệ tử hoặc là hoàn cảnh tu hành. Sắp xếp làm sao để đừng để cho nó quấy nhiễu mình, nó làm phiền mình. Thái vậy chứ đệ tử càng đông càng khổ. Không biết sao cho thầy thái khổ quá ha. Nó thiếu cái này nảy sinh, thiếu cái nảy sinh. Rồi mà nó sống không biết rồi nó tu được hay không nữa. Nhưng mà mình cứ ráng phải nuôi. Thành ra đủ thứ chuyện nhưng không đơn giản. Bây giờ thầy nuôi mấy ông lớn lớn đó, mới giáo đàn Bình Định vừa rồi thọ giáo được 8 ông tỳ kheo rồi đó. Đó mà không biết ổn hay không. Đấy, bữa nó mới đơn gái nó bác hết à, thành ra phải canh chừng nó. Làm nhau quan sát canh chừng coi thứ cái tâm nó nghĩ muốn gì. Có hồi thầy gọi về thầy nói ha, coi con kia nó đã làm nhiều con phải không, trong tâm con ý muốn gì. Cái nó giật mình, nó nói con đâu có gì đâu. Nhưng mà sau nó đi nói sư huynh đó, nó nói coi con đã làm nhiều mà sao sư phụ biết hay ta. Thực ra mình nói phàn ngang nó trúng chứ đâu có không biết gì đâu. Mình nói phàn ngang nó trúng, nó trúng cái nó thú thiệt liền. Rồi chứ là mình dạy gì mình nói là mình nói phàn ngang, mình để im vậy cho nên nó cứ cảm giác rằng là lúc nào mình cũng quan sát nó à, lúc nào nó cũng bị dòm, bị canh chừng, thành ra nó không dám. Vậy rồi từ từ cái nuôi từ từ vậy nó lớn dần lên. Rồi có hồi mà thầy cũng thầy nói ông nào không muốn tu nữa thì cho thầy biết đó, thầy đứng thầy làm chủ hôn cho. Cứ mình nói cái kiểu mà nhắc chừng vậy đó, nghĩa là nó nhớ. Có hồi thầy nói đó, thấy nó đẹp vậy đó chứ mà giờ ưng nó 3 năm gì nó chữ tia tua chứ không giỡn đâu. Cái nông tin nó nói làm gì có dám chữ hả. Cái thầy nói đó, mẹ con có chữ cha con không. Nó im ru liền, nó đâu có nói lại được. Thì mẹ nó cũng giận lên, còn chửi cha nó vậy, nó cũng nghe được vậy. Những cái chuyện đó thì con còn dạy thôi chứ cha con hơn cha con chưa. Nó chửi con tia tua chứ đừng giỡn. Nghĩa là nó cứ nhắc chừng vậy là nó hãm lần lại. Rồi có khi mình hướng dẫn những cái phương thức này, phương thức kia, rồi mình hướng dẫn thêm, mình tác động thêm những cái lý tưởng khác của chư Phật, chư Tổ. Nhưng vì họ xả thân vì một cái lý tưởng cao đẹp, rồi mình gợi cho nó một cái mô hình, một cái mẫu người đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống. Thì cứ nay chút mai chút từ từ để nó nhiễm dần vô. Thực không đơn giản, các vị nuôi đứa con ngoài đời á, không khổ bằng trong chùa đâu. Ngoài đời nó lớn lên, nó có chồng, có vợ là xong. Cùng lắm thì lo chút xíu đó nữa thôi. Bản thân nó tự chịu. Chứ đời tự học trò mình nuôi nó mà nó lớn lên chưa chắc thì nó ổn á. Nhiều khi mình giao phó cái sự nghiệp Phật Pháp cho chắc thì nó giữ, nó không phát nguyện là nó bỏ ngay á. Thành ra cái việc sắp xếp đồ chúng rất là khổ chứ không đơn giản chút nào. Nhiều khi đang ngồi
đang ngồi tập trung với tư tưởng, đã viết một cái gì đó hay hay, nghe cửa ngoài gọi cốc 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 cốc, thấy làm gì, thưa thầy con có cái ổi nó ngon lắm, con tặng cho thầy. Trời ơi, chán muốn chết luôn. Đang tập trung tư tưởng, có hồi nghe các vị đem cái việc đi kiếm, có những cái chữ lâu nó quên, tại vì ngoại ngữ rồi nó quên, gặp mấy cái chữ kinh điển có những cái chữ nó quên, nhìn vô là nhớ cái chữ đó, là của cái mặt mày tao nhớ rõ ràng mà sao giờ không biết mày là thằng gì, tức là cái lâu không không đọc cái nó quên á, cái mặt chữ nó chìm xuống trong tâm mình, mà đọc cái bản kinh chữ Hán đọc lên cái không biết ngọ, phải nào cái kiếm từ điển, nó có những cái bộ từ điển nó ít chữ quá kiếm không có, rồi lật cái cuốn từ điển chữ chút ra, rồi lấy cái lúp nhìn cầm cụ nhìn kiếm để gõ cốc ra, thưa thầy con có mấy viên kẹo ngon thầy ăn không. Rồi cái việc không cảm nhận được đâu, thầy nói thật, thầy bị hoài thôi. Thành ra thầy cái những cái chuyện, thành ra thầy khuyên quý vị nếu như có cái việc gì nó chính đáng, nó cần thiết, thành ra nhất là những cái việc mà ăn này uống này, những việc đó thầy không cần, và thầy không bao giờ thầy nhớ. Cho nên có ăn gì cho gì cho trong bữa ăn á, thì lúc đó ăn gì đã ăn xong rồi thôi. Chứ ai đến đây đang cầm cùi nghiên cứu khổ muốn chết, mới vừa lo chữ đây đủ đi ăn kẹo. Tuy nhiên những cái cảnh này là nó xảy ra thường xuyên, và như đó là chưa nói là đang thiền định nữa nha, đang tập trung đang thiền định nữa, nghĩa là cứ gõ cửa. Mà giờ làm sao, giờ phát nguyện hành pháp thì phải chấp nhận, còn không thể nào mà nói những cái chuyện nhăn nhó được. Cho nên thực ra người tu viên giác rất là khó. Đây Phật dạy á, phải biết sắp xếp độ chúng, tức là sắp xếp cái hoàn cảnh của mình, đôi khi mình hạ thủ công phu nó không bị tác động. Rồi cái điều thứ tư là ở chỗ thanh vắng, đây là một điều khó nữa. Ở chỗ nào cho nó vắng lặng để mình không bị hoàn cảnh nó làm phiền. Sau đó thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Phật chỉ cho cách suy nghĩ. Suy nghĩ bước đầu tiên là gì? Cái thân này, cái thân của ta đây là do đất, nước, gió, lửa bốn đại. Chúng ta ăn, ví dụ như do cái gì? Xương, nó thuộc về đất, những chất cứng á. Rồi máu huyết đờm dãi là chất nước, hơi ấm là lửa, và hơi thở ra vào nó là gió. Bốn cái chất đất nước gió lửa đó nó hòa hợp lại tạo thành cái thân này. Nếu như một cái bị hư đi, chẳng hạn như gió nó không thở nữa thì xong, hay là thân nhiệt nó không còn nữa, nó lạnh ngắt, xong. Tức là mọi cái nó phải hòa hợp, không thì nó tan biến. Cho nên xem cái đất nước gió lửa thân này nó như vậy. Rồi đến khi cái chất, bốn cái chất này nó rã, nó không hòa hợp được nữa, thì cái thân mình đi đâu? Hả? Cái thân mình đi đâu? Có kế thì ra nghĩa địa, các người vô hữu cốt, phải không? Phải không à? Mình nói cho vui chứ mình cũng tự đi được. Chi nó chớ mình đi chứ mình đi cũng không được. Người ta khiêng chứ mình cũng không đi được nữa. Thành ra mình nói mình đi, nói cho qua vậy thôi, chứ nằm ỉ chỗ rồi. Đó là sự thật. Ai cũng đi qua con đường đó. Nhưng mà rốt cuộc cái thân mình nó đi đâu? Rồi cái những cái gì mà mình tạm giả, cái giả tạm hòa hợp lại. Rồi còn bây giờ trừ cái lĩnh vực vật chất, hay là cái lĩnh vực của cái thân sinh lý này, cái là thân vật lý này ra, thì còn cái tâm, mà cái tâm mà chúng ta gọi đó là cái nội tâm của mình đó. Nội tâm của mình trước cái diện này, chẳng qua mình nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài mình thấy về màu sắc xanh vàng đỏ trắng, những cái gì mình nghe cho lỗ tai, những cái gì mình ngửi trên mũi, rồi mình nếm ở miệng, rồi mình xúc ở da, rồi những cái gì mình tổng hợp lại thành những cái sản phẩm tư duy trong lòng, thì chúng ta xem đó là nội tâm của mình. Và cái nội tâm này nó buồn là vì cái cảnh nó hiện ra không giống như mình nghĩ, rồi nó hiện ra giống mình nghĩ thì mình vui.
cái buồn cái vui đó nó tạo thành tự ngã. Bao nhiêu cái cảm xúc trong lòng, cái cảm thọ trong lòng tạo thành tự ngã. Rồi cái tự ngã mình muốn làm mọi thứ, chinh phục mọi thứ để cho nó quy phục cái tự ngã này. Tự ngã này do ảo giác tạo ra, thực tế nó không có. Nếu như bây giờ mình trả hết màu sắc, trả vào cho cho màu sắc xanh vàng đỏ trắng, rồi âm thanh trả cho tiếng động, xúc giác trả cho sự cọ sát, rồi cái hương trả cho hương vị, lưỡi cũng vậy, vị cũng vậy, trả hết lại, thì nội tâm mình có gì đâu. Nội tâm mình không có gì hết. Như vậy lúc đó mình là ai? Hết biết rồi. Lúc nào chừng đó mà mình thấy nội tâm mình nó còn một cái biết, một cái biết rõ ràng, và cái tác dụng của nó đó là tánh viền giác đó. Cái tánh viền giác lúc đó nó sẽ hiện ra đó. Nhưng mà bây giờ mình không làm theo được cách này thì mình dừng lại sự hoạt động, mình nhiếp tâm lại ở trong niệm Phật, ở trong hơi thở, thì tất cả những cái khác nó rớt xuống, mình không sử dụng nó nữa, nó sẽ mất. Rồi trong lòng mình tự nhiên bắt đầu nó yên ả dần dần. Và tới lúc cái độ yên ả tới mức nào đó, mình sẽ nhận ra được cái sự vắng lặng thanh tịnh nó sẽ hiện ra thôi. Cái đây là một cảnh giới nó rời khỏi ngôn ngữ rồi. Cho nên câu kinh vừa rồi Phật nói rằng là phải gì? Phải suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ như mới nói đó. Rồi sao nữa? Rồi phải dùng phương tiện như vậy, sắp xếp đồ chúng ở nơi thanh vắng. Rồi sao nữa? Rồi theo lớp lan tuần tự, là trước là phải quán cái thân tứ đại, rồi sau đó là quán nội tâm, chứ không thể nào làm lộn ngược lại. Hiểu chưa hả? Đó là thứ lớp trước sau đó. Rồi tuần tự như vậy mà tu hành, rồi tâm mình an trú vô trong cái cảnh giả huyễn đó, nhìn thấy nó giả huyễn để mình không chạy theo, an trú vô đó, rồi phải cầu cái pháp giác ngộ viên giác tối thượng, phải như vậy như vậy thì sao, thì mới hết khối mê muội được. Không đi theo con đường đó không hết mê muội. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nó tóm tắt lại cho chúng ta dễ hiểu. Phổ Nhãn ông nên biết thân tâm của chúng sanh tất cả đều như huyễn. Cái gì có thật, cái đã tồn tại vĩnh viễn, cái mà thay đổi, cái mà tồn tại có điều kiện, cái này tồn tại dựa vào cái kia. Nếu không có cái kia tồn tại, cái này cũng hủy diệt theo. Không có ánh sáng, không có không khí, không có thuốc thang, không có ăn uống, mạng này hủy diệt. Cho nên mạng chúng ta hủy diệt, sống được là nhờ đất, nước, gió, lửa, nhờ môi trường nó duy trì. Cái sự duy trì này trong một cái thời gian nhất định, chứ không thể nào duy trì vĩnh viễn được. Bởi vì sao? Nó phải chịu cái định luật sanh trụ dĩ diệt, sanh lão bệnh tử phải chấm dứt mà thôi. Đó là cái điều tất nhiên. Và nói như vậy cho nên nó không phải là thật. Cái thật là cái vĩnh viễn không thay đổi, cái bất biến, cái không cần phải dựa vào cái khác. Còn ở đây mọi thứ đều thay đổi, đều giả tạo như vậy, cho nên gọi là không thật. Biết là không thật thì những cái buồn nó cũng không thật, cái vui kia cũng không thật, cái chán nản cũng không thật. Vì thân này không thật thì cái gì thật nữa? Và thân này đã không thật rồi, cái nhà có thật không? Cũng không. Mọi thứ không có thật. Xe có thật không? Không. Giờ đi bộ đừng đi xe về ha. Nó không thật đi làm chi? Cho nên mình nói là mình nói, nhưng mà trong lý luận của mình biết để chi? Để mình xem nó như là những phương tiện tạm thời, nhưng không chấp trước. Mình sử dụng nó, ví dụ như tiền, nó không có tội lỗi, chẳng qua người sử dụng nó sai lầm. Bản thân nó là một phương tiện dễ dàng cho cuộc sống này, nó hỗ trợ sự buôn bán, sự trao đổi. Ngày xưa dắt con bò ra ngồi chợ đổi được một thúng cái gì, chẳng hạn như là 10, mà nó kêu là cái giả đó, chẳng hạn như đổi một giả muối đi chẳng hạn vậy. Mà bây giờ dắt con bò đi phức tạp quá, giờ người ta quy ra tiền vó sò, rồi quy ra cách này cách kia, cho nên tiền nó không có tội lỗi, nhưng mà do con người sử dụng nó xấu xa, chúng ta hiểu nhầm. Ở đây cũng vậy, thân mình là như huyễn, biết là như huyễn rồi, chúng ta xem tất cả là phương tiện. Chùa to, chùa lớn, chùa nhỏ, mọi thứ đều là phương tiện. Nếu không khéo nhầm lẫn, đừng có nhầm lẫn phương tiện là cứu cánh,
Có một số vị tu sĩ họ nhầm lẫn rằng cái việc xây chùa làm tượng, chúng đệ tử đông đảo, chùa tiền của giàu sang, họ xem đó là thành tựu. Đó là sai lầm đó. Thực ra thành tựu là sự giác ngộ mới thành tựu. Còn chùa chiền là nó như huyễn mà. Mọi thứ như huyễn, chúng đệ tử cũng như huyễn thôi. Sao gọi là thành tựu được? Thành ra ở đây biết nó tất cả là như huyễn, tôi không chấp trước. Và quán chiếu vào thân là đầu tiên nha. Lấy thân mình làm đối tượng tu hành. Nhớ em đó, lấy thân mình làm đối tượng tu hành, không được lấy thân người khác làm đối tượng. Mà sao cười? Ủa, tao nói thật mà. Ví dụ như quán bất tịnh, mà các vị quán cái thân của người khác là say đắm liền, còn không ghét, còn không khinh, thấy chưa? Đó, hồi xưa mà quý ngài vậy, giờ dẫn thờ hồi xưa có chùa có bà xấu vô địch thiên hạ luôn. Bà xấu cũng lắm, mặt bà xấu dữ lắm, tay chân bà xấu khủng khiếp, mắt bà nó còn lớn còn nhỏ, hả? Lung tung hết vậy đó. Nhưng mà hồi đó mấy chú cứ chọc bà, thầy nói mấy chú đừng có chọc, nhờ bà xấu như vậy mà mấy chú có cơm ăn á, chứ bà đẹp mà đi có chồng mất rồi, ai nấu cơm cho mấy ông ăn. Mình nói giỡn giỡn này, nhưng mà nó không phải là xấu, nhưng mà thực ra mà nói hồi đó mấy thầy ông nói giỡn, nói lấy bà ba làm cái đối tượng quán quán thân bất tịnh. Ông nói giỡn cho vui thôi. Tại vì sao mà ông nói giỡn? Nói đừng có lấy cô nào đẹp đẹp ấy ngồi quán chập nó say đắm luôn. À, cái này á là Đức Phật nói này các tỳ kheo, không có sắc nào của đàn bà làm mê tâm người đàn ông bằng sắc người đàn bà, không có sắc nào làm mê tâm người đàn bà bằng sắc người đàn ông. Cái đó là cái Phật nói trong chân lý đó. Thành không có lấy thân mình làm đối tượng tu hành, không lấy thân người khác. Lấy cái thân mình coi cái thân mình nó chín lỗ, nó sinh ra cái tác gì cũng hôi thối. Kệ kệ lỗ tai ra một cục, kệ trong cái chân răng ra một cục, kệ lỗ mũi ra một cục, hết chán rồi, hết đẹp rồi. À, rồi sao nữa? Sau đó bắt đầu lấy tâm, tâm trả cho sáu trần, tức là cái tâm mình đó, sáu trần tức là cái ngoại cảnh nó đi vô mắt, đi vô tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Bây giờ mình đem những cái diễn ra thuộc tính chất của nó trả lại cho nó. Đó là bước thứ ba. Rồi quán chiếu tiếp bốn đại khi tan rã rồi, thì cái thân này, cái tâm này nó là cái gì? À, tức là mình chết đó, thì lúc đó cái thân mình là cái gì, cái tâm mình là cái gì? Bây giờ các vị đang buồn, khi chết rồi cái buồn nó là cái gì? À, rồi cái đẹp khi chết rồi nó là cái gì? Trả hết lại rồi, tứ đại trả hết rồi, các bụi nó quy về các bụi hết rồi, thì lúc đó mình là cái gì? Đó, đặt câu hỏi đó. Tuân tự tức là đầu tiên nha. Đầu tiên là gì? Là thân này, đầu tiên là quán tất cả các pháp như huyễn, thì thân này thuộc bốn đại trước, quán về thân trước. Rồi thứ hai là quán về tâm, mình cách trả về, chứ đừng có làm lộn ngược lại là quán tâm trước thân sau. Tại vì cái thân mình nó thô trược, cái tâm mình nó là mình không thấy, mà cái thô trược là mình thấy rõ hơn, mình quán nó thành công cái đã, rồi bắt đầu mình mới qua tới cái tâm ha. Đi từng bước như vậy, đừng đi lộn ngược lại. Rồi mình nhận ra một điều là khi bốn đại nó rã, cái gì còn là cái ta? Tuần tự như vậy, cứ tu như vậy thì tất cả mọi thứ đều thanh tịnh, viên giác khắp pháp giới, không làm thôi sanh diệt, không năng chứng sở chứng, tất cả thế giới Phật như hoa đốm hư không. À, cái kết quả nó sinh ra như vậy, ba đời đều bình đẳng, ba đời là quá khứ, hiện tại và tương lai đều bình đẳng, rốt ráo không qua lại. Bồ Tát mới phát tâm và chúng sanh đời sau muốn cầu nhập Phật đạo phải như thế tu hành. Những gì cần nói thầy đã nói xong, chúng ta dừng ở đây, mời đại chúng hồi hướng.